Ngày hôm nay Sang Nhập Ngũ cũng đón chờ trên đàm đó rất là nhiều khách mời vô cùng đặc biệt. Đứng cạnh nước anh bây giờ là xin chào Đạt Long Vinh. Đạt Long Vinh xin chào tất cả mọi người. Không biết là Đạt Long Vinh trước giờ đã từng theo dõi cũng như là coi Sao Nhập Ngũ ở trên truyền hình hay chưa? Vinh luôn theo dõi chương trình Sao Nhập Ngũ. Vinh rất là thích cái sự gai góc, cho dù là mọi người tham gia là nam hay nữ. Năm nay tên của chương trình là Gót Hồng Ở Trên Lửa Đạn. Đạt Long Vinh thấy sao về cái tên chương trình lần này? Nó có hai sự đối lập rất là lớn, nhưng mà Vinh mùa này Vinh rất là kỳ vọng, Vinh xem những bông hồng của chúng ta sẽ vượt qua lửa đạn như thế nào. Không biết là năm nay Vinh có mong chờ hay là đặc biệt ấn tượng với cái tên nào trong 8 khách mời của Sao Nhập Ngũ năm nay hay không? Thật sự thì tất cả mọi người đều tài năng, cho nên là Vinh sẽ xem, Vinh biết, chứ bây giờ Vinh nói thì cũng không nói được gì đâu. Khéo lắm thôi. Tưởng đâu là hâm mộ kiểu Hoa hậu Thủy Tiên hay là có idol nào của Vinh ở trong chương trình này chứ? Tại vì ai cũng giỏi, ai cũng xinh đẹp hết. Nếu mà có một lời mời Đạt Long Vinh tham gia Sao Nhập Ngũ thì không biết là em có dám tham gia hay không? Chắc chắn rồi, Vinh sẽ trải nghiệm hết mình. Vinh thích sự gai góc, nam tính, và vì đó là Sao Nhập Ngũ. Cảm ơn Vinh rất là nhiều và hy vọng một ngày nào đó sẽ được thấy Đạt Long Vinh, biết đâu là một khách mời tiếp theo của Sao Nhập Ngũ và sẽ được chứng kiến Đạt Long Vinh lăn lộn ở trên chiến trường như thế nào. Cảm ơn Vinh rất là nhiều. Rồi. Sao Nhập Ngũ sản xuất bởi Viettel Media.